Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19 ở trong nước nói chung và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng, chợ đầu mối Hòa Cương đã chủ động siết chặt công tác phòng chống dịch. Những ngày này, các hoạt động mua bán tại chợ đầu mối Hòa Cường vẫn diễn ra gần như bình thường. Là chợ đầu mối duy nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mỗi ngày có hàng nghìn người và hàng trăm phương tiện ở trong và ngoài thành phố đến mua, bán. Vì thế, công tác phòng chống COVID-19 được ban quản lý chợ và lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Các hộ kinh doanh là họ có đeo khẩu trang đầy đủ và các cái xe hàng mà về là có tờ khai y tế, có cái giấy xác nhận là chốt kiểm dịch, người ta xác nhận vô đó rồi về đây là anh em mới kiểm tra, có kê khai thu nhập thông tin đầy đủ, chủ xe là quy định là vẫn ngay trên xe luôn, dùng chỉ có đưa toa xuống bốc hàng là dưới này. Quan sát tại chợ cho thấy, nhờ được tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra thường xuyên, các hộ kinh doanh, khách mua hàng trong chợ đều tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bọn chị cũng lo lắng lắm chứ. Thấy cái tình hình của thành phố Hồ Chí Minh như vậy thì mình là tiểu thương của chợ đầu mối, mình cũng rất là lo lắng. Nhưng mà mình cố gắng phòng chống, với là nói với chị em tiểu thương là cố gắng là khẩu trang tốt, vừa an toàn cho mình mà an toàn cho tất cả mọi người. Tại chợ hiện có trên dưới 100 lao động đang hoạt động bốc xếp hàng hóa. Đây là đối tượng có nguy cơ cao vì thường xuyên tiếp xúc với phương tiện hàng hóa, trong đó có cả hàng hóa đến từ các vùng, địa phương có dịch. Hơn ai hết, bản thân mỗi lao phu phải tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch để tự bảo vệ bản thân và an toàn cho những người xung quanh. Hiện có hơn một nửa trong số lao động bốc xếp tại chợ đã được tiêm vaccine mũi 1. Để phòng chống Covid thì ở đây cũng được sự quan tâm của ban lãnh đạo. Chúng tôi còn đã được chích ngừa và thường xuyên để mà thử đi xét nghiệm. Theo ban quản lý, dù tăng cường công tác phòng dịch, nhưng do chợ đã quá tập nên mật độ người và phương tiện ra vào đông đúc, khó có thể kiểm soát an toàn tuyệt đối. Do đó, công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu và trách nhiệm của mỗi thành viên, ban quản lý chợ là phải giám sát, nhắc nhở các tiểu thương, người ra vào chợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách khi mua bán, khai báo y tế đối với người đến từ địa phương khác. Mỗi người dân tự giác thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, tạo không gian giao thương an toàn chính là cách góp phần phát triển kinh tế xã hội.